tục thực hiện có hiệu quả hơn, quyết liệt hơn, thực chất hơn nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được giao, nhất là phát huy các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong triển khai nghị quyết là một trong những nhiệm vụ được Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh trong buổi làm việc sáng nay với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố về kết quả thực hiện triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và các chỉ thị số 52, số 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 đã được Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cụ thể hóa thông qua các chương trình, kế hoạch hành động, trong đó tập trung đổi mới, lề lối làm việc, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghị quyết được tăng cường. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 52 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động, các khu công nghiệp, khu chế xuất. Chỉ thị số 37 về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả, qua đó đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những nỗ lực của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố trong triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và các chỉ thị, đề nghị Đảng đoàn tiếp tục triển khai thực chất có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, chú trọng giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã cam kết. Cái tiêu chí đánh giá quan trọng nhất của công đoàn thì vẫn là phát triển đoàn viên và kết quả mang lại cho người lao động từ chất lượng hoạt động của công đoàn. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm cái nghị quyết Trung 4 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, triển khai thực chất và có hiệu quả cái việc thực hiện nghị quyết Trung 4 gắn với cái cam kết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của từng cán bộ đảng viên. Cái nguyên tắc và mục tiêu hoạt động cơ bản nhất của công đoàn là quyền lợi bảo đảm và phúc lợi tốt hơn. Làm gì cũng phải hướng tới mục tiêu này. Thường trực Thành ủy cũng lưu ý Đảng đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, nâng cao vai trò của các tổ chức công đoàn trong việc phối hợp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của công nhân, người lao động trong doanh nghiệp trong tình hình mới.